Chào anh chị nha. Tâm tiếp tục giới thiệu đến nhà mình một con xe Vios bản G máy trắng, nội thất kem. Tháng 12/2016 lăn bánh 2017, một đời chủ mua mới. Xe được sở hữu màu trắng anh chị. Rất là mới, rất là đẹp. Sơn rin thì còn nhiều. Xe này giữ gìn dữ lắm luôn, rất là giữ gìn, đẹp từ đầu tới chân. Nhìn thấy nó vừa ý và vừa mắc lắm nha anh chị. Euro thì chạy khoảng 60 mấy 70 ngàn, chất xe đều và rất là đẹp luôn. Cái máy của nó thì miễn bàn, khỏi chơi, màu trắng đó, form mới nha. Form này là nội thất kem, máy trắng. Tâm bán cho anh chị là 358 triệu, để cho anh chị là 355 triệu ha, 355 triệu nha anh chị. 2016 máy trắng, xe được sở hữu màu trắng, một đời chủ mua mới. Sơn rin còn nhiều, chất xe đẹp, không lỗi lầm anh chị, không lỗi lầm, rất là mới. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 2025. Xe này thì đăng kiểm 2 năm nha anh chị, tháng 9 2025. Bản G thì nó là đèn bi nha, đèn bi cầu. Và đèn xi nhan nó là đèn ánh sao. Rất là đẹp anh chị, đèn gầm nè. Mặt ca lăng nào, nói chung là xe đẹp, sáng bóng luôn, màu trắng. Bán cho anh chị là 355 triệu anh chị, 355. Anh chị đến sở hữu ngay con Vios này ha. Tao thấy em ấy rất là đẹp nha. Ví dụ như là nội thất, xe này giữ gìn rất là kỹ, trần vẫn giữ nguyên trần nỉ, bọc ni lông còn mới lắm. 2016 nhưng mà nội thất kem là anh chị. Tháng 12/2016 mới có nội thất kem nha. Công tắc rồi, còn mới cứng luôn. Qua lăng không có một vết mòn luôn anh chị. Một chủ mua mới, gốc số Bình Dương. Cái này bên Tâm, anh chị nhớ lưu ý nha, nội thất mà màu kem là form mới đây nha. Tâm bán cho anh chị là 355. Bên Tâm xe này nhiều. Và lựa xe đẹp, lựa xe đẹp không anh chị. Giờ giá này không mua xe đâu mua anh chị. 355. Có ngay con xe 2016, tháng 12/2016 đăng ký 2017, số tự động. Vios bản G nha anh chị, lưu ý nha. Bản G thì nó có đèn bi cầu và đèn và máy lạnh auto tự động, 4 thân đĩa ABS. Sáng trưng, cực kỳ đẹp. Biển số Bình Dương, một đời chủ mua mới từ nào giờ luôn nha. Và anh chị lưu ý, đừng có bớt, bớt thì khỏi xuống mất công nha anh chị. Đừng có nói Tâm chảnh hay gì hết. Tâm tạo ra một cái cách bán hàng là chốt giá của siêu thị, chứ không phải là bán ở chợ trời. Mà lên lên xuống xuống rồi trả giá lung tung hết. Rồi anh chị cũng hoang mang không biết mua giá nào được. Mà cũng không biết là giá nào là vừa, giá nào là cao. Thì Tâm mới tạo ra một cái trang bán hàng là bán giá chốt, không thương lượng. Thay vì bây giờ Tâm bán xe này là 365, 370. Thì anh chị có thể bớt, bớt tôi 10 triệu đi, 15 triệu đi. Thì nó cũng vào đó. Tâm bán 355. Anh chị thấy ưng thì tới chốt. Còn không ưng thì xin phép để Tâm bán. Vậy thôi. Chứ bây giờ nó giá này nó đã sập sàn rồi mà cứ bớt đi, tại anh chị đâu có biết cái giá nào là đúng đâu. Bây giờ thậm chí Tâm kêu lộng 100 triệu, anh chị cũng bớt đi. Hoặc là Tâm bán xe này 370 đi, cái anh chị kêu bớt đi, cái Tâm bớt 10 triệu, còn 360 là thấy hợp lý rồi, là thấy có ăn thua rồi. Nhưng mà đây Tâm bán 355 mà anh chị bớt nữa thì Tâm đâu bán được đâu. Không lẽ xe này đi vô mua người ta là 335, 340, ai bán đúng không? Thì bán phải có lời chứ. Thì bên Tâm bán cái xe này cũng phải kiếm ít nhất cũng phải từ 10 triệu chứ anh chị. 355, bây giờ vô dân mua cũng phải từ 340, cò két rồi nữa. Thì đó anh chị cũng biết rồi. Giờ cái xe Vios G này mà đẹp vậy thì ai bán rẻ cho mình đâu. Hồi xưa ta mua 700 mấy mà. Cái này giờ Tâm bán cho anh chị là 355 nha. Xe rất đẹp chứ không phải là bình thường anh chị. Vỏ là vỏ Michelin.
Odo chạy khoảng sáu mấy bảy chục ngàn. Một đời chủ mua mới à, một đời chủ mua mới là cái quan trọng nhất nha. Lên được cái form mới rồi, nội thất kem rồi, máy trắng rồi. Và bên Tâm bán cho anh chị chỉ có 355 triệu thôi. Bởi vì cái lượng hàng của Tâm bán ra rất là nhiều. Tâm nhìn được cái thị trường, nhìn được cái thị trường và kinh doanh. Chứ không phải mà cứ thụ động ngồi ở đó. Xe là Tâm về liên tục, ngày về 5 xe, 10 xe, 3 xe, 4 xe. Không có ngày nào Tâm không mua hết. Ngày nào cũng mua vài xe hết. Thì cái giá liên tục thay đổi. Như hôm nay là mới mua bán là giá này. Nhưng mà một tuần lễ sau, 10 bữa sau là có cái sự điều chỉnh theo theo cái thị trường. Nên mình thấy cái đó bán được, mình mua tiếp. Và giá thị trường giảm xuống thì mình phải giảm xuống. Còn nếu mà mình không giảm thì chỗ khác họ sẽ bán, họ lấy mất khách hàng của mình. Nên mình liên tục thay đổi sản phẩm mới và liên tục có những cái hàng mới về để phục vụ thì mình sẽ nắm bắt cái thị trường. Đó, chiếc xe này trước kia là phải 39, 38, 39. Nhưng mà nay 35 năm. Nó hợp lý lắm luôn, hợp lý anh chị. 16 form mới mà Tâm bán 355. Anh chị thấy nó có phù hợp không? Xe thì miễn chơi, anh chị mà chê nữa thì thôi đừng đi kiếm Vios đời thấp nữa. Đi kiếm Vios đời mới đi. Xe này không có điểm chơi anh chị. Nó đều xe, nó đúng đắn, nó chuẩn mực. Nó ổn ổn định và chất lượng. Chạy êm lắm, chạy rất êm, mượt mà. Sơn rin còn nhiều, chất xe không lỗi. Máy móc động cơ hộp số đều như ý hết. Và cái Vios G của những năm đó là không có màn hình nha. Phải từ 2018 form mới mới có màn hình nha anh chị. 2017 đổ vào trước là không có màn hình. Chỉ có cái đầu đĩa với lại AM, FM, đài thôi. Đài và đĩa thôi. Xe này được mới đăng kiểm tháng 9 2025. Còn máy móc động cơ hộp số thì thôi miễn bàn. Coi cái máy nè. Máy rất là mới anh chị. Cái máy nhìn vô là thấy chịu không nổi liền. Xe này ở gần nhà Tâm luôn. Cách nhà Tâm rất là gần. Chừng 5 7 cây số gì thôi. Ở khu vực đây thì đường nhựa không à, nên chắc xe đẹp lắm. Không có đường đất đỏ, đường nhựa không. Khu vực nhà Tâm nè, ví dụ như ở đây là đường lô, đường đi trong lô trong rừng thôi cũng là đường bê tông luôn. Toàn bộ là đường nhựa và bê tông hóa hết. Đường đi vô lô cao su cũng là đường nhựa luôn. Đường bê tông và đường nhựa hết. Xe này thì không có gì để tả nhiều hơn, chỉ nói một điều thôi là xe tốt, chuẩn từ đầu tới chân. Còn anh chị mà thấy ở đâu bán tốt hơn thì anh chị cứ nghiên cứu nha, nghiên cứu. Còn thấy Tâm bán hợp lý thì ủng hộ Tâm. Chứ còn bớt nữa thì đừng có tới mắc công Tâm không bán đâu nha. Bởi vì Tâm nắm được cái thị trường. Và giá này là một cái mức giá cực kỳ là hợp lý để cho anh chị mua con xe phù hợp về sử dụng gia đình rồi. Bản G mà form mới, máy trắng, cuối 2016 mà Tâm bán 355 bao hồ sơ. Đăng kiểm mới, vỏ lốp còn tốt, nội thất thì rin theo xe hết. Mọi thứ là ở trạng thái là tốt, chuẩn. Và điểm số của em này thì nếu mà cho điểm thì Tâm đánh giá em này khoảng còn được 8 điểm trở lên. Khoảng 8 điểm là chắc chắn. Bởi vì xe thì phải cũ theo thời gian. Nhưng mà bù lại là chất xe nó rất là đẹp. Ốc tán chưa mở con nào, còn mới xanh luôn chị. Nắp cò, nắp chao là chưa tháo, chưa gỡ, chưa đụng gì hết. Cái bát này mà còn trắng tinh luôn. Xe thì quá hợp lý và quá đẹp rồi. Màu nhớt, ruột nhớt mới lắm. Bán cho anh chị là 355 bao rút hồ sơ Vios bản G, hộp số tự động màu trắng. Đó, xe rất là đẹp và vừa ý nha. Vừa rồi Tâm bán, Tâm mua một con xe màu vàng cát cũng 2017 mà cũng trạng trạng xe cỡ này mà Tâm mua tới 370 luôn anh chị, 360 mấy luôn. Mà con xe này là giá nè, thứ nhất là hợp lý nè, thứ hai chắc xe đẹp, mà thứ ba nữa là nguồn gốc rõ ràng, nó ở gần bên nhà Tâm luôn, cách cách đâu đó khoảng vài cây số thôi. Một đời chủ mua mới luôn. Đó, không có dịch vụ, không có kinh doanh gì hết á. Xe gia đình người ta đi gìn giữ. Nhìn cái nét đẹp của em nó là mình có cảm giác vừa ý liền. Và anh chị em có nhu cầu mua xe này thì alo cho Tâm nha, 0917 215 512. Và đến với địa chỉ là gần Quỹ Ban, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh chị có thể đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Liên hệ Tâm và xem những con xe vừa ý. Nếu chốt con nào được thì chốt. Còn nếu mà không chốt được thì coi như là đi xuống trải nghiệm để biết chỗ Tâm kinh doanh như thế nào. Và thứ hai nữa là hãy bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Tâm chân thành cảm ơn anh chị luôn luôn theo dõi và ủng hộ ô tô Duy Tâm. Và đăng ký kênh ha. Tâm xin cảm ơn và hẹn gặp lại.